Đây, cái đồ nhặt bãi rác nha quý vị, Tiger model 2012 vẫn còn rất là ok, nút lock thì vẫn ok hết, nước vẫn sôi bình thường. Ai vừa ra đi vứt rác mà thấy cái này thì nhặt về luôn, thử test ok thì dùng, không ok thì đưa ra vứt lại, không ngờ nó lại ok. Xin chào quý vị nhé, hôm nay em lại đi quăng rác vào tuần thứ tư của cuối tháng chủ nhật tuần thứ tư, thì có cái lon nước Tiger này, ta bỏ đây, em sẽ lấy về thử xem ok không. Tiger ấy, đấy, 2 lít 2, dây đàng hoàng nhá. Còn trong này thì có rất nhiều đồ khác, thau chậu rồi lò sưởi rất là nhiều, nồi cơm này, một cái nồi cơm con tần lít 8 này, à 1 lít này, này đây nồi nữa này, đấy. À, cái này là của gì đây? Jirushi. Đây một cái này, đây một cái này. 3 cái luôn. Em lại quay từ cho quý vị coi tí. Đây, đây một cái này. Đấy, một cái. À, cái cân này. 2 cái nồi này. Đây nhà này quăng lúc 2 cái nồi luôn. À, cái nồi với cái hút bụi này. Đây một cái nồi này, bỏ vào hộp đàng hoàng. Đấy, bên này là rất nhiều đồ khác. Lò sưởi thì đây, đây. Lò sưởi này, quý vị thấy rất nhiều lò sưởi trong này, rất nhiều, 4 5 cái trong. Đấy, quay cho con em đi bốc rác này. Đây là ngày chủ nhật của tuần thứ tư thì sẽ vứt mấy rác này. Đây, hàng góc bên này quý vị coi. À, máy hút bụi rồi quạt rất nhiều. Ở bên này đây, đây lò sưởi này. Lò sưởi mấy đồ này thì Việt Nam mình không có sử dụng, quay cho quý vị tham khảo thôi. Xoong chảo là gì đây? Đây là một cái, à cũng là một cái lò sưởi. Sưởi này thì người ta dùng dầu các quý vị, nó sẽ đỡ tiền điện đi, đỡ tiền ga. Đấy. Trong này thì em ra hơi muộn nên là người ta đã buộc kín lại hết rồi. Câu này, đây có gần câu này. Đây có cái cần câu, à, sẽ quay cho quý vị coi. À, còn cái đèn lại dày nó che mất. Đây, đây có cái cần câu. Cần câu ông nào đây, rồi mấy cái đồ đặt vặt. À, tai nghe hỏng thì người ta vứt. Trong góc kia thì có cái gì? Cái này thì nó quần áo, xong chảo, thau. Đấy, rất nhiều. Hôm nay thì cũng ít đồ, em quay cho quý vị coi tham khảo. Em đi về không? Này trời khá rét. Đây cái nấu nước này thì em lấy về dùng thử test đây rồi quý vị này. Vẫn đang nấu nước này. Nó đang bắt đầu em để 98 độ. 90 độ và 98 độ bên này là lóc liếc cái vẫn hoạt động bình thường. Đấy. Nó đang sôi rồi. Em bỏ một ít nước em nấu thử thôi. Đây. Thì nó sẽ tạo ra rửa liếc sau thì em đưa về thử test ok thì sẽ dùng, không thử ra vứt đi. Đây, nó sôi rồi vậy. Khói bốc rồi. Đấy, rất là ok. Như vậy là đang định tìm mua cái này lại có luôn này. Rất là tuyệt vời. Bây giờ em kết thúc video. Xin cảm ơn quý vị.